Dự án đường DH04 Hưng An đi Bình Giang với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 1618 QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019, được Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn giao cho Ban Quản lý Dự án Quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thắng Lợi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xây dựng Quảng Phú. Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau gần 4 năm thi công, đoạn đường này vẫn còn dang dở, ngổn ngang và chưa thể tiếp tục thi công từ cuối năm 2020. Cái đường này là lâu lắm rồi, mấy năm nay mà làm chưa hoàn thành. Mà trời nắng thì bụi, mà trời mưa thì ngập. Mà học sinh đi học đi qua lại đây, mà nhất là cái cua chỗ nhà chị này là ngay ngã tư. Thường xuyên là xảy ra tai nạn, rồi nhiều trường hợp trời tối là ánh không có đủ ánh sáng để cho họ đi đường. Là còn ở ngay đây là một cái trường tiểu học của thị trấn Hưng An, học sinh rất là đông đi lại. Với trên đường này là có một nhà mẫu giáo, trời mưa là ngập lên tới vỉa hè luôn, thoát nước không kịp. Còn nắng thì bụi lắm, bụi lút đầu nhà là không dám mở cửa luôn. Hàng ngày đóng cửa cả ngày đấy, không dám mở cửa, bụi lắm. Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường chỉ dài khoảng nửa km nhưng xuất hiện chằng chịt những ổ gà, mặt đường toàn đá dăm lởm chởm, đất và cát. Cây cối nhà cửa xung quanh bị bụi bao phủ, con lương, vỉa hè đã được đào bới lên từ rất lâu nhưng không được thi công, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại và kinh doanh của các hộ dân. Ngoài ra, việc con đường thi công dang dở kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói hơn, đây là con đường đến trường hàng ngày của các em học sinh tại trường tiểu học Hương An và đã không ít lần tại đây xảy ra tai nạn. Dân kêu trời dân đất, ảnh hưởng rất nhiều, tại vì kinh tế của cô buôn bán làm ăn là cái đường phải cho nó xong lên mặt đường của buôn bán được. Nhưng mà khi từ hồi làm trường ấy, trời là nước vô nhà cô, ổng nước miết, nước vô nó là nhà cô ngập hết cả nhà đấy đó. Tuyến đường này cho nó hoàn thành cho rồi, chứ như cô cũng bị tai nạn, cô cũng bị tai nạn gãy ba xương sườn. Tái xa là do công trình đang làm là đổi hướng đồ hộp bên này cơ, cho đường đi bên kia sao đổi qua bên này, cái cô tái xuống gãy ba xương sườn. Ông Nguyễn Cảnh Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hưng An xác nhận nguyên nhân của việc chậm trễ tiến độ thi công là do vẫn còn hai hộ dân chưa chấp nhận đền bù và bàn giao mặt bằng. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần động viên, tuyên truyền nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể đồng thuận. Cái trục đường DH4 này á, nay là gọi là đường Hồng Vương, có chiều dài khoảng 560 m, xúc tiến đầu tư từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân á, là trên tiếng này còn hơ hộ dân chưa chấp nhận cái tiền đền bù và bồn vô mặt bằng, mặc dù thì chính quyền địa phương á, đã có nhiều lần tuyên truyền vận động và giải thích có cái chủ trương đền bù đối với người dân. Ông Cao Ngọc Luyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ đất huyện Quế Sơn cho biết, Ban Quản lý đã có văn bản, báo cáo kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình trạng trên để kịp thời có giải pháp trong thời gian sớm nhất. Đối với tuyến đường DH04 Hưng An đi Bình Giang, đoạn qua thị trấn Hưng An đến nay là có 17 hộ, trên 19 hộ là thống nhất, hiến rạng đất ra và bỏ vô mặt bằng. Còn lại hộ thì với tư cách là đại diện chủ tư, thì ban quản lý dự án quỹ đất huyện cũng đã bố có ủy ban huyện phối hợp với ủy ban thị trấn Hưng An vận động tuyên truyền hai hộ dự án này là thống nhất cái chủ trương. Cũng qua trao đổi, ông Luyến chia sẻ thêm, trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tích cực hơn nữa để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân và cảnh quan đô thị. Hy vọng trong thời gian tới, người dân ở đây có thể yên tâm sinh sống trên tuyến đường mới, sạch sẽ và an toàn hơn.